Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 3 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão để quý vị có thể làm những việc khai trương, động thổ, xuất hành nhập trạch vân vân. Đó, thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái tháng 3 âm lịch nó khởi từ ngày 20 tháng 4 dương lịch đến ngày 18 tháng 5 dương lịch. Tháng 3 nó khởi ngày mùng 1 là ngày Mộ Thân và tháng 3 âm lịch nó là tháng Bính Thìn là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Đó. Và để xét xem tháng 3 âm lịch có những ngày nào tốt thì chúng ta sẽ dựa vào quyển ngày tốt tuần thư và sẽ dùng và dựa vào cái quyển là đồng cốc trên nhật đấy, đồng cốc trên nhật trong ngày tốt tuần thư để chúng ta xét ra những cái ngày tốt trong cái tháng tháng 3 âm lịch. Đấy. Thì tháng 3 âm lịch nó gồm có hai tiết, tiết thanh minh và tiết cốc vũ. Sau thanh minh thì tam sát tại nam, tại phương tị ngọ mùi thì kỵ tu tạo động thổ. Đầu tiên thì để xét xem những ngày tốt xấu thế nào thì chúng ta cũng phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh trước. Thì để loại bỏ những ngày xấu cần tránh, chúng ta cần loại bỏ những ngày sau. Trong tháng 3 âm lịch thì sẽ có những ngày xấu cần tránh như sau này. Đầu tiên là ngày sát chủ, sát chủ nó là những ngày mùi. Ngày mùi là ngày sát chủ bao gồm có ngày 12 là ngày kỷ mùi và ngày 24 là ngày tân mùi thì hai ngày này chúng ta không dùng. Thứ hai là ngày thụ tử, ngày thụ tử trong tháng 3 âm lịch thì nó sẽ là ngày ngày hợi. Ngày hợi thì nó sẽ có 3 ngày là mùng 4 là ngày tân hợi, 16 là ngày quý hợi và ngày 28 là ngày ất hợi. Đó. Tiếp đến ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt phá thì tháng thìn thìn và tuất tương xung thì những ngày tuất là những ngày nguyệt phá thì chúng ta cũng sẽ không dùng Đấy. ngày tuất sẽ có 3 ngày mùng 3 là ngày canh tuất 15 là ngày nhâm tuất và ngày 27 là ngày giáp tuất đó là những ngày xấu tiếp theo ngày xấu thứ tư chúng ta cần loại bỏ là ngày con nước ngày con nước sẽ bao gồm có hai ngày là 13 và ngày 27 thì ngày 13 nó chính là ngày canh thân và ngày 27 thì nó chính là ngày giáp tuất nó trùng với ngày nguyệt phá tiếp đến ngày thứ tư chúng ta cần loại bỏ đó là ngày dương công kỵ ngày dương công kỵ để kỵ về cái chuyện là đồng thổ Đại động thổ khai trương nhập trạch thì chúng ta cũng kỵ ngày, ngày Dương công kỵ ra. Ngày Dương công kỵ trong cái tháng 3 âm lịch thì nó sẽ là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 thì nó sẽ rơi vào ngày Bính Thìn. Đó, chúng ta lại bỏ, nó ngày rơi vào ngày Dương công kỵ, Dương công kỵ, đó. Tiếp theo là chúng ta cần lại bỏ ngày nữa là ngày Thiên địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát thì ngày nó tính theo mùa, mùa xuân là ngày Tân Mão và ngày Ất Mão. Thì cái ngày ngày Mão này này, ngày Thiên địa chuyển sát trong cái tháng 3 âm lịch thì nó vẫn là thuộc thuộc mùa xuân. Như vậy nó sẽ là ngày Ất Mão và ngày Tân Mão ngày ất mão là ngày mùng 8, ngày tân mão thì trong cái tháng 3 âm lịch không có. Tiếp đến chúng ta cần loại bỏ ngày tiếp theo là ngày tam nương. Ngày tam nương thì sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó là ngày ngày canh tuất thì chúng ta lại bỏ rồi nó trùng ngày nguyệt phá. Tiếp theo là ngày mùng 7. Ngày mùng 7 thì nó trùng ngày mùng 7 là ngày giáp dần. Ngày 13 thì nó sẽ là ngày canh thân thì nó trùng với lại ngày trùng ngày con nước. Tiếp đến là ngày 18 ngày 18 thì nó sẽ rơi vào ngày Ất Sửu. Ngày 22 thì nó sẽ rơi vào ngày Kỷ Tỵ. Và cuối cùng là ngày 27, ngày 27 thì nó sẽ rơi vào ngày Giáp Tuất, nó trùng với ngày Nguyệt Phá. Đó. Và ngày xấu cuối cùng chúng ta cần lại bỏ đó là ngày ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ thì trong tháng sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và 23, tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy. Đó. Ngày mùng 5 thì nó rơi vào ngày ngày Nhâm Tý. Ngày 14 thì nó sẽ rơi vào ngày Tân Dậu và ngày 23 23 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày canh ngọ đó. Đó là những cái ngày xấu cần tránh trước khi chúng ta bước vào tìm những ngày tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng cốc trình nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 3 âm lịch. Thì trong tháng 3 âm lịch nó khởi được tiết thanh minh và tiết cốc vũ. Thì tháng 3 để tam sát tại nam các phương tị ngoại mùi thì kỵ tu tạo động thổ. Thì trong tháng 3 thì đầu tiên là ngày trực kiến là ngày thìn. Đấy. Ngày thìn là thổ trực kiến. Chúng ta xét từ ngày thìn. Ngày thìn thì có địa võng, lại có câu giảo. Không lợi về việc tu tạo, an táng, hôn nhân, khai trương, Phạm ngày đó thì bị phỏng nước sôi, lửa bóng. Việc kinh ác làm gây sợ, nếu sinh con thì cũng gì? Giở hèn và xấu xí, có ác tật. Nên là ngày thìn thì sẽ là một ngày xấu chúng ta không nên dùng. Hơn nữa ngày giáp thìn và ngày mậu thìn thì lại bị sát tập nhập trung cung, lại càng xấu. Nó chủ về 3 năm thì bị phá nhà, mất nhà, mất của và hao tiền tuấn của. Vậy nên là gì? Chúng ta cũng sẽ không dùng, không dùng ngày thìn. Tiếp theo chúng ta xét ngày thứ hai là ngày tị. Ngày tị là có trực là trực trừ, Ngày tị trực trừ thì nên tu tạo nhập trạch di cư động thổ Làm đồ dùng hôn nhân thì rất tốt à, Ngày kỷ tị thì nên tạo tác Nhưng mà ngày kỷ tị lại phạm người tam lương Nên chúng ta cũng sẽ không dùng Ngày ất tị thì phạm một ngày thập ác đại bại không dùng được Đến ngày quý tị thì lại phạm ngày thiên thượng công vong Như vậy chúng ta chỉ còn ngày mùng 10 là ngày đinh tị Thì là rất là tốt đúng không ạ Ngày mùng 10 đinh tị là ngày tốt đầu tiên Đinh tị là ngày tốt đầu tiên Còn các ngày tị khác thì rất xấu không dùng được Tiếp đến chúng ta xét đến ngày thứ ba là ngày ngọ. Ngày ngọ thì là trực trực mãn. Ngày ngọ sẽ có hai ngày 11 là mộ ngọ và 23 là cái ngọ. Tuy nhiên ngày 23 thì phạm ngày nguyệt kỵ nên ta không dùng. Đó, như vậy chỉ có ngày 11 là ngày mộ ngọ. Thì ngày ngọ thì đồng công có nói là ngày trực mãn, có thiên phú. Ngày giáp ngọ thì có cửu thổ quỷ vậy nó không dùng được. Ngày bính ngọ thì bình thường không số lắm, nhưng trong tháng không có. Ngày mộ ngọ thì là ngày có xương quỷ, là ngày bại vong và gì phạm ngày trùng tang nên là không nên an táng. Đấy, như vậy là ngày mậu ngọ thì cũng xấu, chúng ta không nên dùng. Nó phạm vào gì? Phạm xương quỷ, phạm bại vong và phạm trùng tan thì chúng ta cũng không dùng. Còn ngày canh ngọ, ngày nhâm ngọ thì trong ngày canh ngọ là ngày 23, phạm người kỵ, tao dùng đó. Tiếp theo chúng ta xét ngày mùi. Ngày mùi là ngày sát chủ, Đấy. nó là ngày xấu chúng ta không dùng. Nhưng mà trong cái đồng công cũng nói là ngày mùi ấy, thì là trực bình. Cũng giống như là tháng riêng thì trong tháng này thì cũng không nên dùng. Tức là gì? Cái 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 ngày mùi này thì mưu sự mọi sự thì không được lợi. Đó, thì chúng ta không dùng nhé. Tiếp đến ta xét đến ngày thân, ngày thân là trực trực định. Thì ngày thân trực định ý, thì có 3 ngày mùng 1 là mộ thân, 13 là canh thân và 25 là ngày nhâm thân. Thì đồng công có nói là ngày giáp thân thì nên phát cỏ chặt cây, ban đất dựng cột, gác đoàn rông, an táng thì rất tốt. Trong 2 3 năm thì con cháu thêm tấn tài tấn lộc. Còn ngày nhâm thân, ngày nhâm thân là ngày 25. Ngày nhâm thân là ngày 25 thì có thiên đức, nguyệt đức, huỳnh la, tử đàn, thiên tinh, địa tinh, kim ngân khổ lâu, tinh chiếu, là ngày thập toàn rất tốt, rất có lợi. Đó, như vậy là ngày 28 là ngày nhân thân này. 28 nhân thân là ngày rất tốt, là ngày đại cát. Tiếp theo chúng ta xếp đến ngày mậu thân, ngày ngày, ngày mậu thân thì ngày mùng 1 ấy thì có thiên cang Đấy, có không vong, có xương quỷ, bại vong thì cái ngày này là ngày xấu chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày canh thân. Ngày canh thân thì phạm chính tứ phế thì là rất xấu, vậy nên chúng ta không dùng được. Đó. Vị trí là ngày thân chúng ta chỉ sử dụng được mỗi ngày 25 là ngày là ngày nhâm thân. Tiếp theo chúng ta xét ngày dậu. Ngày dậu thì có trực là trực trực chấp đúng không ạ? Ngày dậu trực chấp thì ngày ất dậu ấy, thì nên là gì? Tạo tu tạo nhập trạch, hôn nhân khai trương xuất hành thì tốt, nhưng mà trong tháng không ngày, không ngày ất dậu. Ngày quý dậu thì nên an táng thì tốt, ngày quý dậu là ngày 26 này, ngày 26 các bạn chỉ nên an táng thôi. Còn không nên làm việc khác nhá, thì tôi không đi ra ngoài. Chỉ nên an táng nhá. Tiếp đến là ngày uh, ngày đinh dậu thì an táng thì cũng được tốt vừa ngày đinh dậu như trong tháng này không có ngày kỷ dậu thì phạm cửu thổ quý tức là ngày mùng 2 này kỷ dậu này phạm cửu thổ quý là mà xấu ta không dùng tiếp đến là đến ngày tân dậu ngày tân dậu là ngày 14 ấy, thì lại phạm tránh thứ phế hơn nữa lại nó lại phạm ngày gì phạm ngày nguyệt kỵ vậy nên ta cũng không dùng như vậy là ngày dậu ấy thì chỉ có ngày 26 là chúng ta dùng được cho việc an táng còn các việc khác thì cũng không nên dùng tiếp đến ta xét ngày tuất ngày tuất thì trực phá gặp nguyên kiến xung phá mọi việc nên mà không nên dùng ngày bính tuất nhâm tuất lại là ngày sắp tập nhập trung cung ngày nhâm tuất đúng không ạ thì phạm ngày sắp tập nhập trung cung như vậy ngày tuất nó sẽ là ngày xấu chúng ta cần phải bỏ tiếp đến chúng ta sẽ đến ngày hợi ngày hợi thì có thiên thành như có hung mạo ngày kỷ hợi có hỏa tinh ngày kỷ hợi trong tháng này không có Đó. ngày tân hợi là ngày kim của phụ nữ ngày tân hợi ngày mùng 4 là ngày kim của phụ nữ cũng không nên dùng à, tiếp theo ngày quý hợi ngày quý hợi là ngày cùng của lục giáp cũng nên không nên dùng như vậy là gì trong tất cả những ngày hợi thì nó bị phạm ngày thụ tử với lại đồng công nói là cũng rất là xấu thì chúng ta cũng nên bỏ qua không nên dùng tiếp đến chúng ta xét đến ngày tý ngày tý thì là có trực là trực thành có trực thành có huỳnh sa xấu cho việc xuất hành nhưng bên cạnh đó nó có thiên hỷ thì ngày nhâm tý là ngày mùng năm ấy thì tuy có thiên đức nguyệt đức nhưng lại có thể có nhất bạch đâm ra là cái đâm ra là những ngày này thì cũng không tốt nó chủ về họ cái việc là tan vỡ không bại chúng ta không nên dùng. Còn những ngày tí khác thì cũng không có lợi thì các bạn tốt nhất cũng cũng nên tránh xa. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày xỉu, ngày xỉu là có ngày trực là trực thâu. Thì ngày xỉu ấy thì lại có thì phạm tiểu hồng sa, lại phạm thiên tặc, ngày đinh xỉu và quý xỉu, quý xỉu lại phạm ngày sát tập nhiều trung cung. đó vậy nên chúng ta cũng đã không dùng được. Đó. Tiếp đến ta xét đến ngày dần. Ngày dần thì có hai ngày mùng 7 là ngày giáp dần và ngày 19 là ngày bính dần. Thì ngày mùng 7 phạm 18 tam nương thì chúng ta không dùng rồi. Còn ngày 19, ngày dần thì có ngày mậu dần thì có thiên xá. Dùng ngày mậu dần thì tốt như trong tháng 3. nhưng trong tháng 3 không có. Ngày nhâm dần thì có thiên đức nguyệt đức chỉ nên mai táng đóng hòm xây huyệt mã để sẵn ấy, dùng việc đó thì con cháu tấn điền địa và quan tước đấy. tốt trên hết như vậy là ngày mậu dần thì trong tháng này không có này ngoài ra thì các ngày dần khác tốt vừa À, nhưng lại có lục bất thành, lục bất hợp nhưng cuối cùng cũng gây ra là bất lợi nên dùng phải cẩn thận như vậy là còn ngày 19 này thì quý vị dùng cũng phải cẩn thận hết sức cẩn thận không nên dùng không nên dùng thì tốt hơn đó đó là ngày 19 là ngày ngày uh, bính dần và cuối cùng ta xét đến ngày mão ngày mão là ngày trực bế ngày mão thì được không nên tạo tác hôn nhân mai táng nhập trạch phạm ngày đó thì tổn thương bệnh tật thoái tài lạnh lùng rút lui nó xấu trăm việc không nên dùng như vậy là ngày mão thì cũng là ngày xấu đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa sử dụng cái đồng công tra nhật để tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 3 âm lịch, tức là tháng tháng Bính Thìn. Thì trong tháng 3 âm lịch ấy, thì có rất ít ngày tốt, có mấy hai ngày thôi, là ngày mùng 10 là ngày Đinh Tị và ngày 28 là ngày nhâm Thân, là được hai ngày tốt. Bên cạnh đó thì có ngày 26 là An Táng thì là tốt. Còn cái ngày mùng 19 là ngày Bính Dần ấy, thì cũng không được tốt. Vậy nên là các bạn phải cân nhắc kỹ trước khi dùng. Như vậy chúng ta đã vừa sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư để tìm ra cái ngày tốt trong cái tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn quý vị mà muốn tham khảo thêm cái quyển ngày tốt toàn thư, quý vị hãy liên hệ với số hotline 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.